Ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho 82 người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lương Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái và Công an thị xã Nghĩa Lộ. Tại đây, 82 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được cung cấp thông tin trên thị trường lao động, tư vấn về nghề học, tư vấn và giới thiệu, việc làm, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận các chính sách về đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, tư vấn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam theo quyết định 22 của Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đặc biệt, tại hội nghị, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực trên địa bàn đã gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi thông tin về doanh nghiệp, việc làm và mức lương được hưởng để người chấp hành xong án phạt tù lựa chọn theo tùy khả năng, nhu cầu, trình độ, chuyên môn và điều kiện thực tế. Thông qua hội nghị, các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và người chấp hành xong án phạt tù đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động tạo sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù, giúp các đối tượng một thời lầm lỡ, nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống.